Bây giờ các bạn sẽ đánh phần cho cô cái từ này nào. Bạn Duy, đánh phần cho cô từ này nào con. Recording in progress. Bài này chúng ta đã học rồi và bây giờ chúng ta sẽ ôn lại từ. Bây giờ con sẽ đánh vần từ này như nào nhỉ con nhỉ? Từ này này con này. Mạng của con ổn không? Đọc đi cơ Duy. Phương bơ bật cam lên con nhé. Xuân Phương bật cam lên con ơi. Anh vẫn nghe thấy bạn Duy chứ? Hay là mạng bị chập chờn bên Duy nhỉ? Huyền Anh, con bật mic lên. Dạ. Bên của con có ổn mạng không? Dạ Duy có ạ. có Duy bị giật hình không con? Dạ không ạ. Ok, thế chắc ở phía bên nhà cô. Bây giờ Duy sẽ đọc cho cô lại từ này nào con. Duy ơi. Bật mic lên. Là gì con? Không phải. Rồi, chữ giả hết cô rồi đúng không con? Tập trung nhá, để ý và tập lại ôn lại kiến thức nha các bạn nhá. Và Huyền Anh nào? Từ này con sẽ đọc là gì? Elephant. Đúng rồi. Con có thể giảng lại kiến thức lại cho các bạn nào. Duy và Phương bật cam lên con. Bật cam lên nhá. Không tắt cam nhá. Còn cái kia nữa, bật nốt cam lên con. Huyền Anh, con nói lại kiến thức cho các bạn nghe. Con đánh vần như thế nào? Bật mic lên con. Con Cứ nói bình thường đi. Con đánh vần như thế nào? Con nhớ không con? Nếu mà bạn nào nhớ thì đánh số 1 vào cho cô. Bạn nào không nhớ viết số 0. Bạn viết vào khung chat nhá. Bạn nào nhớ thì viết số 1. Bạn nào không nhớ thì viết số 0 cho cô nào. Còn Xuân Phương ở Duy thì sao? Duy có nhớ không con? Không đúng không? Thế bây giờ cô sẽ giảng lại nhé. Minh Phương bé đâu? Con có nhớ không? Phương bé, bật mic lên nào. Con có nhớ cách đánh vần không? Con đánh vần từ này như nào, Phương bé? Đi nóng dài như muốn Chắc là em sao này không chỉ phải em tiến độ mà còn có một cái tin là rất không nhớ đúng không? Bây giờ nhá, cô sẽ giảng lại này. Các bạn nếu như cần thì có thể ghi chép lại nhá. Trước tiên là trong một từ đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhị để làm biết thế nào để cái cách đọc đúng, chúng ta sẽ nhìn vào phiên âm đúng không? Nhìn thấy chưa ạ?
thì chúng ta phải xác định điều gì nhỉ? Cái gì nhỉ con nhỉ? Dấu trọng âm chính là cái dấu phẩy đúng không ạ? Đây. Và cái từ nào mà ở đằng sau dấu phẩy là cái âm cần nhấn thì phải làm sao nhỉ? Đọc to, ngân dài và nhấn mạnh lên đúng không? Và đánh dấu thông thường thì những cái từ đơn đấy sẽ đánh từ dấu sắc đúng không? Là e sắc é. Được chưa ạ? Và các cái âm còn lại thì là âm gì nhỉ? Không nhấn trọng âm thì mình sẽ làm sao? Đọc nhỏ, yếu và lướt thôi. Và chúng ta sẽ thông thường thì chúng ta sẽ đánh dấu huyền đúng không ạ? Và cái dấu sắc dấu huyền này thì có thể thay đổi theo cái ngữ điệu của tác giả, cảm xúc của tác giả. Thế đâm ra là chúng ta thấy nó là dấu huyền hay dấu sắc đều được hết. Nhưng quan trọng là gì? Âm nhấn thì chúng ta phải làm sao? Nhấn nó lên, đọc to, ngân dài nó ra. Và những cái âm không cần nhấn thì chúng ta làm sao? Đọc nhỏ và yếu đi. Thế thì nhìn vào một cái từ này thì chúng ta sẽ làm sao? Xác định đâu là âm để được nhấn nhỉ? Âm để được nhấn thì nằm ở đâu nhỉ Huyền Anh nhỉ? Âm cần nhấn thì nằm ở đâu con? Nó sẽ nằm ngay ngay đằng sau dấu phẩy này. Điều đầu tiên số 1 con phải xác định cái dấu phẩy nó ở đâu, vị trí nào, đúng không ạ? Thế thì cái âm cần nhấn đấy thì nó ở đằng sau của cái dấu phẩy sẽ là gì? Âm gì nhỉ? Âm E đúng không? Chính là cái âm E nó đứng đằng sau dấu phẩy chưa ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Bạn nào chưa hiểu viết số 3 vào cho cô nhá. Để cô biết là bạn nào chưa hiểu lắm, còn lơ mơ. Còn nếu như mà các bạn nào hiểu rồi thì ghi số 1 tiếp. Và nếu mà hiểu thì các bạn sẽ phải trả lời được nha. Ok. Duy, con không hiểu chỗ đoạn nào. Duy chưa hiểu chỗ đoạn nào con? Bật mic lên nào. Con lấy cô là mà nó chưa hiểu thì gõ vào số 3 của con gõ. À, chưa hiểu thì ở số 3 hả? Ok, thế là con hiểu rồi đúng không? Thế con thử nói lại cho cô là điều đầu tiên là con phải xác định cái gì nào? Điều đầu tiên ở trong cái phiên âm con phải xác định cái gì? Cái dấu trọng âm nhá. Được không ạ? Con phải xác định dấu trọng âm nhá. Dấu trọng âm là chính là cái dấu nào con? Dấu trọng âm là dấu nào? Dấu sắc. Không phải là dấu sắc đâu, nó chính là cái dấu phẩy này. Được chưa ạ? Con nhìn cái dấu phẩy này không? Được chưa? Con nhìn thấy cái dấu phẩy chưa? Thứ nhất này, cô nhắc lại này, các bạn tập trung này. Chúng ta xác định này, ba thành phần chính. Thứ nhất là dấu trọng âm, chính là cái dấu phẩy, được chưa ạ? Dấu trọng âm này này. Chính là cái dấu phẩy. Thứ hai là cái âm nhấn trọng âm. Âm nhấn trọng âm thì làm sao nhỉ? Nằm ngay đằng sau cái dấu phẩy, được chưa ạ? Thế thì cái dấu phẩy này là gì? Để mình định vị được cái thằng âm được nhấn. Để mình tìm được cái thằng nhận định vị của nó là gì, xem nó đang ở đâu. Thế thì khi mà con đã xác định đúng không? Cái dấu phẩy này rồi thì đương nhiên là cái âm được nhấn nó đứng đằng ngay sau 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 dấu phẩy nhá. Các bạn hiểu chỗ đoạn này chưa? Và thứ ba là âm còn lại đúng không ạ? Cái âm được nhấn mình đã xác định rồi thì các âm còn lại là âm không được nhấn, được chưa ạ? Thì mình sao? Đọc nhỏ và yếu đi thôi. Còn cái âm được nhấn thì phải nhấn mạnh nó lên và đọc ngân nó ra. Đấy, ba cái cơ bản nhất nhá. Nói lại cho cô, bạn Duy ơi. Bạn Duy. Duy bật mic lên nào. Bạn Duy ơi. Bạn Phương bé nào, hình như là Duy lại bị đơ hình rồi. Con nói lại cho cô,
Con sẽ xác định cái gì nhỉ con nhỉ? Ba thành phần chính là thành phần thứ nhất là gì? qua thực hiện nghị quyết trung ương Thành bốn phần khóa chính nhất là gì con nhỉ? Cô còn 12 nhớ không? Lúc nãy cô vừa nói đó. công tác xây dựng chủ đạo đảng không Trọng ngừng âm tiến ạ. hành trong thời gian việc À, cái dấu, đúng không? Con phải có cái nhớ là cái dấu đã. chuẩn Đúng không? Cái đầu bị tiên là cái dấu nhá. Cái dấu gì nhỉ? Dấu trọng âm, đúng không? Dấu trọng âm là cái dấu nào con? đã góp phần chỉ ra và khắc phục những hạn chế khuyết Ở đây trong cái chữ này này. điểm Thì dấu trọng âm nó ở đâu con nhỉ? ở đằng Ở đằng trước chữ E ạ. À đúng rồi, chính là cái chỗ này này. Nó đang là cái dấu phẩy này này, con nhìn thấy nó dấu 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 phẩy không? Cái dấu phẩy trên đầu không? trị Đấy, nó chính là cái dấu trọng âm. các Thế giờ đến cái thứ hai thì con sẽ phải xác định là gì? phát triển quyết tâm khắc phục những tồn tại Cái xây âm làm sao? dựng các địa phương Âm như công âm để được nhấn đúng không? trường Đây, cái thứ hai là cái âm được nhấn đúng không? là Chính xác, nhớ chưa? Con nhớ chưa? Thứ nhất là gì? tự nhận thức của các Dấu trọng âm. nơi trọng tâm không phải À, là cái âm, chỉ cái dấu trọng âm đúng không? Để mình xác định được cái âm, nhấn trọng âm. Cái âm ấy để được nhấn ấy, đúng không? Khi mà con xác định được cái dấu rồi thì con mới xác định được cái thứ hai, đúng không? À, cái thứ hai đấy là cái âm nhá, là con xác định được cái âm để được nhấn. Thế cái âm để được nhấn thì nó đứng ngay đằng sau của cái dấu gì nhỉ? Cái số 1 là cái dấu gì? Dấu trọng âm. Đúng không? Ừ. Rồi, khi mà con xác định cái thứ hai rồi đúng không? Thì nó đã có dấu âm, cái âm được nhấn thì là gì? Mình phải làm sao? Đọc to, ngân dài và gì nhỉ? Đọc rõ lên đúng không? Đọc ngân dài ra, đúng không ạ? Cách đọc của nó là gì? Đọc to này, ngân dài này, được chưa? Và nhấn mạnh nó lên. Nhấn cái âm đấy lên bằng cách là có thể thêm dấu vào cho nó. Đúng không? Đọc nhấn lên mạnh hơn. Cái âm lượng của con nhấn vào đấy, đúng không? Và thông thường cái ngữ điệu của nó thì nó sẽ đánh dấu sắc với một từ đơn, có thể nó sẽ thay đổi dấu nhưng mà thông thường thì người ta sẽ đánh dấu sắc đúng không? Đấy thì mình thêm dấu sắc vào cho cái âm đấy. Được chưa? Và khi mình xác định cái thứ hai rồi thì mình những âm còn lại là gì? Âm không được nhấn. Ừ. Âm không được nhấn thì làm sao? Đọc gì nhỉ? Nhỏ và yếu, được chưa? Nhỏ và yếu, đọc lướt qua thôi. Và chúng ta sẽ thêm dấu huyền vào. Được chưa nhỉ? Nào, cô nói lại nhá. Cô nói lại nhá. Thứ nhất này, chúng ta sẽ phải xác định ba thành phần chính trong câu này. Đợi bạn Duy vào đã. À, Phương và Duy lắng nghe nhá. Cô tổng kết lại kiến thức này. Cả bạn Phương lớn nữa này. Cô sẽ tổng kết lại cái kiến thức này. Thứ nhất này, khi nhìn một từ tiếng Anh, đúng không ạ? Để đọc đúng, chúng ta phải phải xác định gì? Ba cái thành phần chính trong câu, trong cái từ đấy. Ba cái thành phần chính trong cái một cái từ đó. Thứ nhất là cái dấu phẩy, đúng không? Là cái dấu trọng âm, là cái dấu trọng âm ấy, tức là để con xác định ấy, định vị nó, đúng không ạ? Thì là cái đấy là cái dấu phẩy nhá, được chưa? Là cái dấu trọng âm. Cái thứ hai là cái âm để được nhấn, đúng không? Thì nó đứng ngay đằng sau cái dấu phẩy đấy, là đứng sau cái dấu trọng âm đấy, được chưa ạ? Là cái âm được nhấn. Tức là gì? Con phải xác định cái dấu phẩy này. Đầu tiên là cái dấu trọng âm là dấu phẩy này. Rồi đến cái thứ hai này là cái âm để được nhấn thì nó đứng ngay đằng sau của cái dấu phẩy đấy, được chưa ạ? Và nó phải làm sao? Đọc to, ngân dài, nhấn mạnh nó lên. Đúng không ạ? Và thông thường thì chúng ta sẽ đánh dấu sắc. Và đôi khi nó có thể thay đổi dấu tùy theo cái ngữ điệu của tác giả. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là cái âm để được nhấn thì phải làm sao? Đọc to, ngân dài và nhấn mạnh nó lên nhá. Và cái cuối cùng này là những cái âm mà còn lại là âm không được nhấn thì chúng ta phải làm sao? Đọc nhỏ và yếu, lướt qua.
và thêm dấu huyền vào cho cô. Được chưa? Các bạn đọc lại kiến thức và học lại kiến thức cho cô nhá. Bây giờ bạn Phương nói lại cho cô. Nhìn một từ tiếng Anh thì chúng ta xác định cái gì nhỉ con nhỉ? Sáu Nhìn một từ tiếng Anh thì chúng ta xác định gì con? À, tí nữa cô sẽ âm hỏi Phương với bé cả nhá. Bé trả lời nhá. Phương bé tập trung nghe để xem tí nữa trả lời cho cô nhá. không Bạn gì. Phương lớn nào? Trả lời cho cô, lúc nãy cô vừa bảo tổng kết đấy, cái kiến thức mà hôm trước mình đã hôm lâu lâu mình học rồi đấy. Bây giờ mình ôn lại bài, ôn lại kiến thức. Thì con nói lại cho cô một từ tiếng Anh chúng ta muốn đọc đúng thì chúng ta sẽ xác định ba cái gì? Ba cái thành phần chính nó là gì nhỉ? Con nhờ con nhắc lại cho cô nhá. Xác định trọng âm với cả phụ âm chính với cả dấu ạ. À, điều đầu tiên con sắp xếp theo thứ tự nhá. Con xác định cái gì đầu tiên nhỉ? Cái dấu trước đã đúng không? Con phải xác định cái dấu đã. Đúng không? Cái dấu đấy là cái dấu gì con? Đúng vậy ạ. Dấu phẩy đấy nó gọi là gì? Là dấu trọng âm. Nó giống như kiểu dấu quan trọng ấy. Con nhớ cái từ quan trọng ấy. Cái Vậy dấu đây rất là nó quan hợp với trọng. dấu âm. Ừ, cái dấu đấy nó rất là quan trọng. Thế đâm ra người ta gọi cái từ đấy là dấu trọng âm. Được chưa ạ? Rồi sao nữa con nhỉ? Rồi cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là gì con? Ok, các bạn ơi, các bạn phải tập trung nghe nhá. Hiền Anh nhắc lại cho cô nào. Cô là chính đầu tiên chúng ta phải cần xác định dấu phần âm trọng âm để chỗ âm chúng ta sẽ đọc to và làm dấu sắc, còn trọng âm phụ thì chúng ta sẽ đọc ngang, chúng ta phải đọc ngang, còn Ừ. âm còn những Đây, âm thì cô cần phải các bạn nhá, học thuộc cho cô ba cái thành phần này nhá. Thứ nhất này là dấu trọng âm này, ký hiệu là dấu phẩy. Đứng trước âm nhấn trọng âm, được chưa ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Bạn Duy ơi, bạn Phương lớn ơi, cả Minh Phương nữa, các bạn tập trung vào này. Các bạn quên hết rồi, thôi chết rồi, chữ này là chữ giả hết thơ cô Thanh rồi. Bao nhiêu cái đợt trước mình luyện tập với nhau bây giờ là các bạn quên hết rồi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta ôn lại kiến thức nhá. Được không? Huyền Anh cũng ôn lại nhá. Cái này cô sẽ chụp hình gửi vào trong nhóm nhá. Được chưa? Cô sẽ gửi vào trong nhóm để cho các bạn đọc lại nhé, ôn lại kiến thức nhé. Đây nhé, kiến thức rất là cơ bản đấy. Các bạn hãy nhớ nhé. Để hôm sau cô sẽ hỏi nhá. Được không? Chủ nhật cô sẽ hỏi các bạn nhé. Các bạn sẽ trả lời được cho cô nhé. Cái này là các con phải học thuộc cho cô nhé. Rồi. Đây. Điều đầu tiên này, chúng ta phải xác định được cái dấu này, dấu trọng âm, đúng không ạ? Chính là cái dấu phẩy. Làm sao nó cũng là rất dấu quan trọng mà, dấu trọng âm tức là nó rất là quan trọng. Tại sao mình phải quan trọng? Bởi vì là sao? Mình xác định được cái đấy thì mình mới xác định được cái thứ hai. Đúng không ạ? Bởi vì là gì? Nếu như mà ba từ nó đứng cạnh nhau như thế này, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta bỏ cái dấu phẩy này đi
không biết thằng nào là cái âm được nhấn luôn, đúng không? Vì nó cứ đều giống nhau cả, làm sao mình biết được thằng nào âm cần nhấn? Thế thì cái dấu này để làm sao mình xác định được đâu là cái âm để được nhấn? Thế thì chúng ta phải nhìn vào cái dấu phẩy, đúng không? Thế thì cái dấu này nó gọi là dấu gì? Dấu trọng âm. Và nó đứng trước âm để được nhấn, đúng không? Thế thì con nhìn thấy không? Cái âm được nhấn trọng âm này này là chính là nó đứng sau dấu trọng âm. Nhìn thấy chưa ạ? Đây. Các bạn nhìn thấy dấu phẩy chưa? Dấu trọng âm chưa? Thì cái âm để được nhấn nó chính là cái âm này. Âm đằng sau dấu phẩy. Đây là đứng đằng sau nhá. Đứng đằng sau của cái dấu phẩy, đúng không? Các bạn nhìn thấy đứng đằng sau chưa? Dấu phẩy thì làm sao? Đọc to, ngân dài và mạnh ra nhá. Thông thường thì nó sẽ đánh dấu sắc, nhưng mà đôi khi thì đánh dấu có thể là đánh dấu huyền, tùy thuộc vào cái cảm xúc của người nói nhé. Được chưa ạ? Đấy, và đọc phải nhớ là ngân dài nó ra, và thông thường thì đánh dấu sắc. Ví dụ như cái từ này thì mình sẽ là e sắc gì nhờ? É, đúng không ạ? Và rồi sao nữa? Khi mà mình đã xác định được cái âm cần nhấn rồi, đúng không? Là cái âm cần nhấn rồi thì là cái âm còn lại nó gọi là gì? Là âm không nhấn trọng âm, được chưa ạ? Nó không phải là trọng âm phụ đâu nhá, nó gọi là âm không nhấn trọng âm nhá Huyền Anh nhá. Đây nó gọi là âm không nhấn trọng âm, được chưa ạ? Là những cái âm còn lại nó gọi là âm không nhấn trọng âm. Thế thì nó phải làm sao? Đọc nhỏ, yếu. Và thông thường thì chúng ta sẽ đánh dấu huyền, đúng không? Và cái dấu đây cũng thế, tương tự như vậy luôn, là có thể thay đổi. Nhưng mà cách đọc của nó thì làm sao? Đọc nhỏ và yếu. Thế thì đây là gì? L y ly huyền lý, phở ân phân huyền phân, đánh vần như tiếng Việt, đúng không ạ? R n ân phở ân phân huyền phân, l y ly huyền lý, e sắc é, đúng không? Vậy là elephant. Mình ngân là cái từ é ra, nhấn nó mạnh lên là é, đúng không ạ? Thế còn lì phần mình đọc yếu và lướt qua thôi là elephant. Elephant. Được chưa ạ? Các bạn nhớ được lại kiến thức của mình chưa? Hôm sau cô hỏi tất cả toàn bộ của lớp nha. Và các bạn cần phải ôn lại kiến thức nha. Bạn Duy nhá, bạn Phương lớn nhá, bạn Huyền Anh nhá, các bạn bật mic hết lên. Và bạn Minh Phương bé cũng thế, con cũng ôn luyện kiến thức lại nhá. Vừng với các anh chị nhá. Con vào sau, nhưng mà hôm trước cô cũng giảng rồi. Thế thì con, nếu như con quên, con thể viết vào sổ cho cô nhá. Và ôn lại kiến thức toàn bộ nhá. Đây này. Trọng âm phụ ấy chính là cái này cơ, Huyền Anh ạ. À, cái lúc nãy con nói là trọng âm phụ ấy là không đúng. Đây nó là trọng âm phụ khi mà nó xuất hiện cái dấu phẩy thứ hai này. Làm sao? Khi nào mà nó xuất hiện cái phẩy thứ hai? Khi mà một cái từ này, một cái âm này nó quá nhiều âm, nó trở từ 3 âm trở lên, 4 đến 5 âm, đúng không? Thì nó dài quá, đúng không? Ví dụ như từ meditation, đúng không? Meditation, đúng không? Từ thiền, đúng không? Meditation. Thế thì cái từ meditation là mình có mấy âm? Meditation, đúng không? Thế thì mình có 4 âm. Vì nó dài quá, thế đâm ra nó sẽ xuất hiện cái dấu phẩy thứ hai trong cái phiên âm. Cái dấu phẩy thứ hai này nó sẽ là ở phía dưới, nó không còn ở phía trên nữa, đúng không? Nếu như mà hai thằng ở trên thì làm sao mà con biết được thằng nào là trọng âm chính, đúng không? Thế thì mình sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái trọng âm để nó làm sao? Nó phụ cho cái trọng âm chính, đúng không? Bởi vì một từ, ví dụ như cái từ trên này, từ elephant, đúng không? Nó chỉ có 3 âm thôi. Nó rất là ngắn, đúng không? Có khi là một âm, hai âm. Có cái từ thì 3 âm, đúng không? Thì cái dấu trọng âm chính này này, nó sẽ đảm nhiệm để mình phân biệt được cái âm để được nhấn. Nhưng vì trong một câu này, à một từ này, nó sẽ có làm sao? Trong một từ này nó có rất nhiều âm, nó 4 âm cơ. Thế nên nó dài quá, mà người đọc mà dài quá nó nhấn mỗi một từ thôi thì nó sẽ bị mệt. Thế đâm ra là nó mới xuất hiện là cái trọng âm phụ, được chưa ạ? Nó xuất hiện cái trọng âm phụ này để làm sao? Để giảm bớt được cái việc đọc mà bị nhấn quá dài và cho người ta bị đọc bị mệt ấy. Thế thì mình sẽ đọc là gì? Âm ngang nhá. Đúng không? Là M mình đánh vần nhá. M, E, Me. Đúng không? Là mình xác định là âm ngang này, là trọng âm phụ này. Cái trọng âm chính là từ gì nhỉ? Thì
thấy đúng không? Thấy ấy đúng không? Thấy thấy sắc gì? Thấy đúng không? Thế hai cái âm còn lại thì đương nhiên nó không phải là trọng âm chính mà cũng không phải trọng âm phụ, thì nó là gì? Âm không nhấn trọng âm. Đúng không? Nó nằm trong cái thứ ba, đúng không? Quy tắc thứ ba đó là âm không nhấn trọng âm thì mình đánh dấu huyền, nó gọi là diction, đúng không? Vậy thì mình sẽ đọc là gì? Meditation, đúng không? Meditation. Thì con nhìn thấy cái từ thấy được ngân lên đúng không? Nhấn lên đúng không? Me cũng được nhấn nhưng mà me nhấn ít hơn. Đúng không? Meditation. Tương tự như vậy, cái từ này thì đọc là gì? Consideration. Nếu như mà nhiều âm tiết lên thì mình sẽ đọc là consideration. Đúng không ạ? Đấy. Nó cũng sẽ cách nhau ra. Những cái từ này nó sẽ cách nhau ra. Được chưa? Pan. Các bạn hiểu thế nào là âm vô thanh và thế nào là âm hữu thanh? Bạn Phương lớn. Bạn Phương lớn, bật mic lên. Nói cho cô xem là âm hữu thanh, thế nào là âm hữu thanh, thế nào là âm vô thanh? Âm vô thanh là không có nội dung ở họng ạ. Âm vô thanh là gì con? Âm vô thanh là không có nội dung ở họng ạ. À đúng rồi, không có nội dung cổ họng, đúng không? Và nó là dùng những cái âm gì? Có phải là âm bật hơi không? Bây giờ con thử xem lại nhá. Đây, các bạn đọc lại cái kiến thức của âm vô thanh cho cô nhé. Bạn nào Huyền Anh đọc lại kiến thức của âm vô thanh cho cô nào. Âm vô thanh là những âm mà khi phát âm không làm xuống kinh quản, chỉ đơn giản là những tiếng động nhẹ như tiếng xì giếng và tiếng gió. So với âm hữu thanh, các âm vô thanh và số lượng ít hơn. Ừ. Đấy, thế là đâm ra các bạn hiểu được thế nào là âm vô thanh rồi đúng không? Tức là không có nội dung của họng, giống như bạn Phương nói là không có nội dung và nó chỉ có tiếng gì? Đúng không? Hay là tiếng bật hơi? Hoặc là tiếng đúng không? Nó tiếng rất là nhỏ và yếu thôi. Và nó chỉ là cái tiếng gió, tiếng xì xào thôi đúng không? Nó không có nội dung. Rồi thế này còn âm hữu thanh thì sao ạ, bạn Duy? Âm hữu thanh là âm như thế nào con? Bật mic trả lời cô nào. Duy ơi, bật mic lên con. Thế nào là âm hữu thanh con? Thế nào là âm hữu thanh con nhỉ? Nói được mà. Nói đi. Nói đi con. Biết là con không biết. Con biết. À, con không nhớ đúng không? Ok, thế bạn Huyền Anh thì sao? Con có nhớ không? Dạ. Con có nhớ thế nào là âm hữu thanh không? Dạ, âm hữu thanh là cái âm nó khi mình đọc nó sẽ rung thanh quản ạ. À đúng rồi, nó là dung thanh quản, đúng không? Chính xác. Đây. Nó là có những cái dung thanh quản. Đấy, sờ vào cổ họng nó có rung lên, đúng không? Đây là tất cả những cái âm mà chúng ta dùng ở âm hữu thanh nhá. Các bạn phải học cho cô nhá. Thế nào là âm hữu thanh, âm hữu vô thanh này. Và cái quy tắc của cấu tạo thành phần của một phiên âm này. Được chưa? Cái này là cô cần các bạn ôn lại kiến thức nhá. Bởi vì có thể là lâu không ôn lại, chỉ chúng mình chỉ đọc từ đúng không? Chúng mình chỉ hiểu như vậy thì nếu như mà các bạn hiểu cơ bản ấy thì kể cả 10 từ các con cũng thể lắp vào được. Các con chỉ hiểu được bản chất của nó thì các con sẽ nhìn từ là các con thể tự đánh vần đúng không? Tự đọc được đúng không? Còn nếu như mà bây giờ các con chỉ biết từ này thôi, đọc như thế này thôi thì chắc chắn là con sẽ không hiểu quy luật của nó và con sẽ phụ thuộc vào đấy từ đấy đúng không? Con đọc kiểu hên xui đúng không? Đoán mò thôi. Đúng không?
Thế đâm ra là mình sẽ hiểu bản chất của nó để mình làm sao? Mình Ok. nhìn từ nào mình cũng đánh vần và mình đọc chính xác được nhá. Mà cái đấy là nếu như mình muốn chính xác, mình biết cách đọc thì mình sẽ nhớ được cho cô ba cái này nhá. Các bạn học thuộc nhá. Bài tập về nhà là tí nữa là các bạn sẽ phải viết vào cho cô nhá. Nắm được ba thành phần chính và đồng thời cách đọc của dấu trọng âm phụ. Và âm thế nào là âm hữu thanh, thế nào là âm vô thanh nhá. Các bạn nhớ chưa? Các bạn nhớ nhớ ôn bài cho cô cái này nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta sang cái âm này là âm. Đúng không? Thì âm này nó khác với cái việc mà các con nhìn thấy như kiểu như chữ phở của mình là chữ pờ pờ đúng không? Thế nhưng mà cách đọc của nó là gì? Âm này, môi của chúng ta làm sao? Mím lại này, mím vào và bật ra, đẩy khí ở miệng ra và có độ rung ở cổ họng nhá. Được chưa? Các bạn nhớ cái khẩu hình của nó chưa? Bạn Duy nói lại khẩu hình của cho cô nào. Âm p này viết như thế, khẩu hình của nó như nào con? Nó là âm vô thanh không có nội dung ở cổ họng. Rồi, khẩu hình của nó như nào? Khẩu hình ý, khẩu hình miệng ý. Lúc nãy cô vừa miêu tả cái khẩu hình ý, con có nhớ không? Thứ nhất, điều đầu tiên cái môi thì phải làm sao nhỉ? Mím chặt môi ạ. Mím lại đúng không? Rồi sau đó thì làm sao? Bật mạnh hơi ra đúng không? Đẩy khí mạnh lên trước miệng và đột nhả đột ngột bằng cách ra. Bây giờ con thử làm lại cái âm đấy nào. Con nói lại cái khẩu hình của nó cho cô nào. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là cái khẩu hình đấy làm sao nhỉ? Mím môi. Đẩy khí ra. Con chỉ cần để ý như này này. Duy ơi con nhìn cô này, tập trung nhá, con nhìn cô này. Cái âm này, khẩu hình này. Khẩu hình thì làm sao nhỉ? Môi mím lại này. Được chưa ạ? Đầu tiên con xác định cái môi khẩu hình của nó là mím lại. Bật mạnh hơi ra. Được chưa? Và nó phải có độ rung ở cổ họng. À không có độ rung ở cổ họng. Được chưa? Nào, làm theo cô nhá. Đúng rồi, nói lại cái khẩu hình cho cô lại lần nữa nào để cho nhớ sâu hơn nào. Nói lại khẩu hình của nó là như thế nào nhỉ? Duy, nói lại nhá. Con nói lại cho cô lúc nãy cô vừa nói về cái khẩu hình của nó ấy là như nào? Khẩu hình môi làm sao nhỉ? Mím Rồi làm sao nữa? Đến thứ hai là gì? Gì môi. nhỉ? Làm động tác gì con? Đây. Đây. Đấy là gọi là gì? Bật hơi mạnh ra, đúng không? Đấy, là cái thứ hai nhá. Nói lại cho cô nào. Cái đầu tiên là gì con? Rồi, Mím chặt môi. cái thứ hai. Tôi đẩy hơi ra ngoài. Bật mạnh hơi ra, được chưa? Con nhớ hai cái đấy cho cô. Mím chặt môi, bật hơi mạnh ra. Đấy, hai cái đấy nhá. Nhớ cho cô chưa? Mím chặt môi, bật hơi mạnh ra. Rồi, được chưa? Nào, bạn Phương bé, nói cho cô nào, khẩu hình của âm là như nào con? Khẩu Cầu hình của âm như nào con? mím chặt môi ạ. Rồi, cái thứ hai là gì? Đẩy khí vào, hơi lên phía trước miệng và đột ngột nhả ra. Con chỉ cần nhớ là một là mím chặt môi, sau đó là con bật hơi ra là được. Đấy, cái hai cái đấy nhá. Bật hơi ra. Được chưa? Cái thứ nhất, mím chặt môi. Cái thứ hai, bật hơi mạnh ra. Được chưa? Các bạn nhớ được cái hai cái động tác khẩu hình miệng của cái âm đấy chưa? Phương bé nói lại cho cô nào.
Tên Khẩu hình là của nó là gì con? của nó là mím chặt môi ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Rồi đến cái thứ hai là gì con? Là đẩy Động tác khí, gì đấy? Động tác gì nhỉ? Con đẩy không cần phải nhìn vào đây nữa. Con không cần phải nhìn nữa. Con chỉ nhớ vào những cái gì cô nói thôi là được. Con đừng nhìn vào đấy. Một, mím chặt môi. Hai, bật hơi mạnh ra. Được chưa? Hai cái đó. Các bạn nhớ chưa? Nói lại cho cô nào. Hai điều nào. Là gì nhỉ? chặt môi với cả là đẩy khí. Bật mạnh ra thôi là được. Con chỉ nhớ là một là mím chặt môi, hai là bật hơi mạnh ra. Được chưa? Bật hơi ra. Được chưa? Đúng rồi. Thì con phải nói là bật hơi mạnh ra là được. Còn con không cần phải đẩy khí nọ kia nữa, bởi vì thực ra cái động tác con bật hơi là nó đẩy khí lên rồi. Được chưa? Để cho con đỡ phải nhớ nhiều linh tinh trong đầu, ví dụ như là con nhớ nhiều từ quá xong con quên. Con chỉ cần nhớ ngắn gọn lại cho cô đó là gì? Một, mím chặt môi. Hai, bật mạnh hơi ra là được nhá. Con nhớ Vâng. hai cái đó cho cô. Được chưa? Không cần phải đẩy khí gì nữa, bởi vì con bật hơi thì đương nhiên nó đẩy khí lên thôi. Nhá. Duy nhắc lại cho cô nào. Duy, bật mic lên. Khẩu hình của âm này như nào con? Duy ơi, bật mic lên. Bạn Duy ơi. Con bật mic lên con. Rồi. Nhanh nhá, các con đừng lờ đờ, nếu không biết thì bảo là cô ơi con không biết. Chứ không kiểu ngồi im lặng nhá, im lặng mất thời gian của mọi người nhá. Nếu như cô hỏi không biết bảo cô ơi con không biết, cô không mắng đâu. Nếu như con không biết thì cô giảng lại, cho khi nào con hiểu thì thôi, được chưa? Bạn Duy đồng ý không? Nhá. Nếu như con không biết cô bảo cô ơi con không nhớ. Cô ơi con không biết hoặc là con không nhớ. Đấy, hai từ đó để cô biết, để cô giảng lại. Được chưa? Chứ không ngồi im re xong là cứ ngồi không biết là cô có nghe, là con có nghe thấy cô không. Cứ ngồi thế thôi thì làm sao cô biết được con hiểu hay không hiểu, đúng không? Đừng giấu dốt. Không hiểu thì bảo là không hiểu. Con hiểu là con hiểu. Được chưa? Trả lời luôn nhá. Không hiểu cứ nói, bảo con không nhớ hoặc là con không hiểu. Được chưa? Nào, bây giờ con nói lại cho cô khẩu hình của âm là gì? Mím Ừ. Rồi, cái thứ hai là gì? đẩy mạnh khí ra ngoài. Đúng rồi, bật mạnh ra. Được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Bây giờ các bạn Pan. xem thử nhá. Từ này nhá. Bây giờ có ví dụ vào từ này. Chúng ta đánh vần như lúc nãy đúng không? À. Nhìn thấy cái âm e bướm này chưa? Nó hình con bướm chưa? Nhìn thấy khẩu hình em bướm chưa? Em bé này, em bướm này này. Đây chữ E. Tức là gì? Miệng đọc là gì? Há to miệng ra như chữ A ấy. Giống như ở mình đi khám bác sĩ bảo là há mồm ra A cho bác xem nào, đúng không? Thì mình A. Nhưng mà mình A đấy thì là mình há mồm ra chữ A. Nhưng mà mình đọc thành âm E. A, đúng không? Bởi vì sao? Trong tiếng Anh thì người ta đọc là âm A. Còn trong tiếng âm Anh Mỹ thì nó lại thiên về âm E nhiều hơn. Thế đâm ra là khi nào mà con thấy là người ta đọc là A thì là âm Anh. Còn nếu như người ta đọc là âm E, là thiên về âm E nhiều ấy, thì nó là âm Anh Mỹ. Được chưa ạ? Thì nào là E, đúng không? Mình sẽ đánh vần nhé. Đầu tiên con đánh vần đúng không? Thờ, E. Và tiếp theo là gì? Chữ N là lưỡi để xuống dưới à. Đúng không? Đầu tiên nhớ khẩu hình, đánh vần các cái khẩu hình với nhau nhé, các âm tiết với nhau này. Phương bé tập trung vào con. Phương bé ơi, không xem tivi nữa con. Tập trung nhá, cô giảng là nhớ tập trung nghe nhá. Âm này, đánh vần nhá. Từ đầu tiên này, cái chảo này, các bạn nhìn thấy cái chảo chưa?
Phương bé tắt tivi đi nhá. Thở, đúng không? Đúng không? Tiếp theo này. Âm này thì âm thứ hai này. Là gì nhỉ? A. À, há miệng to ra giống như con dê. A. À, đúng không? Thì là A. À. Và tiếp theo là gì? Chữ N là gì? Lưỡi để xuống dưới mà. Vậy là than. 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 Bạn Duy đọc nào? Nhớ cái khẩu hình đầu tiên là gì? Mím môi lại bật ra con. Đúng rồi. E. À. Há to miệng ra đọc chữ E. E. À. Hạ cằm xuống nhá. Cái E này nhá. Là gì? Con phải, con đừng bè miệng sang hai bên. Con thả lỏng miệng ra. Hạ cằm xuống. Nhìn cờ hạ cằm cô này. Duy này. Được chưa? Đừng bè miệng sang hai bên rộng như thế này. Như thế này không đúng đâu. Được chưa? Thả lỏng miệng ra và hạ cằm xuống. A. 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 Được chưa? A. Và con kết nối lại với các âm nhá. Tí nữa con phải nhớ cái khẩu hình của ba cái âm đấy nhá. Và tiếp theo âm N này. Lưỡi để xuống dưới theo răng này. Tức là mình nói bằng hơi mũi thôi. Đúng rồi. Và bây giờ mình kết hợp nhá. À. Đúng rồi. Vậy là mím môi lại. Bật ra. Than. Đúng rồi. Than. Đúng rồi. Nhớ nhá. Ghép các âm lại với nhau nhá. À. Than. Rồi. Bạn Phương lớn nào? Nhớ mí môi bật ra con. Đúng rồi. Phương bé nào? Mím môi lại con. À. Đọc lại theo cô nhé. Đánh vần theo cô nhé. Và có chữ N nữa này. Để đánh đà, Phương nhìn cô này. Đầu tiên đánh phần chữ P này. Mím môi khẩu hình của chữ P này. Đúng không? Tiếp theo này. Hạ cằm sâu xuống nhá. Thả lỏng môi ra, thả hạ cằm sâu xuống. À. 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 Đọc âm E nhưng mà hạ cằm ra. À. Há to ra và đọc âm E. À. À. Đúng rồi. Tiếp N này. Đúng không? Cái chữ nó có ba cái âm đúng không? Là P với A. Và tiếp theo chữ N đúng không? Lưỡi để xuống dưới theo răng nhá. Đúng rồi. Vậy là à. À. Đúng rồi, giỏi. Đấy nhá. Huyền Anh đánh vần nào. À. Rồi. Bật âm tờ, bật hơi ra. Pan, Đấy. pan, Đấy. Nhớ là âm thờ nhá. Than. Than. pan, Rồi. Tiếp theo. Huyền Anh đánh vần từ thứ hai luôn nào. Ờ, đúng không? Con nhìn thấy âm thờ chưa? Daddy đi ra cho mẹ dạy con. Cậu im lặng nhé. Để cho mẹ dạy con. Các bạn mất tập trung. Thờ, đúng không? Chúng ta sẽ thờ. Và chữ Y này, khẩu hình chữ Y này. Thả lỏng miệng ra. Đúng không? Thả lỏng miệng ra. Và không căng miệng nhá. Nếu như mình đọc là Y, thì con nhìn thấy không? Y, chữ Y thì nó lại kéo miệng sang hai bên, nó là thành Y căng mất rồi. Nhưng mà đây là y ngắn thôi. Y rất là ngắn. Và nó chỉ đọc, ví dụ như là mình đi 3 phần thì mình chỉ đọc một phần thôi. Thế là nó là gì? Vẫn là y nhưng mà y rất kiểu giật một mạnh một tiếng thôi. Y.
Ê, 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 đấy chưa? Thả lỏng miệng ra và ê, 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 được chưa? Ê, ê. Và tiếp theo là răng khép lại, xì hơi ra. Xì nó ra, xì hơi ép ra nhá. Như kiểu con rắn ấy. Được chưa? Nhớ cái âm S của âm âm xì này. Được chưa? Nào, thế bây giờ Huyền Anh đánh vần nhá. E. Peace. Peace, Peace. peace, Peace. peace, Peace. peace. Ừ, nhớ cái khẩu hình nhá. Con chưa mím môi bật âm P. Peace. Peace, Peace. peace, Peace. Đúng rồi. Phương bé nào. Peace. peace. Đúng rồi, tốt. Duy nào. Bật âm P lên con. Mím môi bật mạnh hơi ra. Peace. Peace. Ừ. Âm y này. Ê. 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 Đúng rồi. Tức là môi thả lỏng, đọc rất là kiểu dạng hờ hững nhưng mà một cái tiếng dứt khoát thôi. Ê. Ê. Hờ. Ê. Hờ. Ê. Nào, đánh vần nhá. Hờ. Ê. Tiếp theo chữ là gì? Chữ S gì như con rắn ấy. Đúng rồi, vậy là P E P đúng không? P E P đúng không? Thì là peace. 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 Rồi, chúng ta cùng nghe nhá. Bạn Phương bé nào, à Phương Phương lớn nào? Peace. Peace, đẩy em S ra. Peace và bật âm cờ mạnh lên. Mí môi lại bật ra. Peace. Peace. Ừ. Các bạn về nhá, tập phát âm những từ này nhá. Nhiều lần vào cho cô nhá. Peace, peace, Đấy, peace. Peace, đúng không? peace, Peace. repair. À, các bạn nhớ ơi nhá. ừ. Rồi, bây giờ nhá, đến cái từ tiếp Các bạn theo. Phương lớn nào, nói cho cô cái từ tiếp nhớ theo ơi sẽ nhá, như các nào bạn con. đấy. Các bạn đang Mình đánh vần nhé. Nhấn trọng âm ở đâu nhỉ? H, E. Nhấn trọng âm có Prepare. dấu, dấu trọng âm ở dấu phẩy đúng không? Thì cái âm cần nhấn Vâng. thì nó nằm ở đâu? Ngay đằng sau dấu phẩy là mình sẽ đánh dấu sắc vào là H, E. The, sắc gì? Tắt thế. Thế. Đúng không? Và Prepare. các cái âm còn lại thì là âm không nhấn trọng âm. Không nhấn trọng âm thì thêm dấu huyền vào, đúng không? Là R, I, R, huyền, R, đúng không ạ? Và cái âm E ngược này này, nó gọi là âm Vậy là ơ với R là thì xong cuốn cái lưỡi lên. Thay vì đúng không? Thì mình đọc là đúng không? Thay vì mình đọc là thì nó là Vậy thì nó sẽ là đánh vần vào, đúng không? Là R, I, R, huyền, R. Đúng không? Ri. Thở e. Thở nhớ bật mạnh hơi ra nhá. Thở e, pe, sắc. Thế. Huyền, đúng không? Huyền, Vậy là gì? Repair. 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 Đúng rồi. Repair. Nhớ là nhưng mà con cong cái lưỡi lên. Repair. Và cái lưỡi làm sao không chạm ở hàm trên mà mình chỉ cong đẩy cái lưỡi lên thôi. Đây là hàm trên nhá, đây là cái lưỡi nhá. Đúng không? Đấy, cong cái lưỡi lên. Đấy, mình sẽ đọc là gì? Repair. Đúng rồi, đúng chính xác đấy, đọc hay như vậy là rất là tốt. Phương lớn đọc rất là hay đấy. Đợi đến Duy nào. Repair.
Đúng rồi, repair. Bật âm thờ mạnh lên, repair. Repair. Đúng rồi, repair. Nhớ là cái từ pair là nhấn lên nhá. Repair. Còn nhìn thấy cái từ re và từ r thì đọc lướt thôi. Repair, repair, repair. Con nhìn cái từ pair đúng không? Pair, pair, ngân ra nhá. Repair. Nào, đến Hiền Anh nào. Tôi Repair. Repair. Đúng rồi. R, R. Nhờ, kiểu như R, R. Giống như con súc họng nước muối. R. Đấy. Nhưng mà cái lưỡi con cong lên Repair. nhé. Đây này. Đây là cái hàm trên nhé. Đây là cái đầu lưỡi của con ở phía ngoài này đúng không? Thì cái lưỡi của con cong lên như này. Nhưng mà không được chạm vào hàm trên. Nó chỉ đẩy cong lên này này thôi. Cong lên này thôi. R. À. Lưỡi này. R. 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 Không chạm ở hàm trên nhá. R. 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 Đúng không? Repair. Repair. Đó. Nào, bạn Phương bé nào? Repair. Phương đi đánh răng rồi. À, Phương đi đánh răng rồi. Tiếp, con Huyền Anh từ số 3 nào? À, từ cuối cùng của cái từ này nào? Xong rồi con ạ. Cái âm thờ này đứng đằng sau đúng không? Cũng phải bật ra nhưng mà nó sẽ không bật mạnh như cái âm đầu tiên. Nó không phải là nó cũng vẫn làm như vậy, vẫn mổ khẩu hình giống hệt nhau nhá. Đúng không? Vẫn là. Đúng không? Vậy là mình đánh vần này. A. Đúng không? Âm này âm I. I. Đúng không? I. Đúng không? I là I. Và âm tờ là gì? Để lưỡi lên trên và bật như là. Và bằng hơi thôi. Không có độ rung ở cổ họng nhá. Chờ ai. Tie. Tie. Đúng không? Tie. Đúng không? Tie. Và mình bật âm cuối của cái từ đấy là gì? Type. 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 Đúng không? Mình phải có một cái âm cuối nữa. Đây. Mình nhìn để ý âm cuối nhá. Tại vì sao mình không đọc âm cuối lên thì nó sẽ thành một cái từ khác. Ví dụ như cái từ. Từ này này. Từ tie. Là cái từ. À đâu? Đây. Nếu mà các bạn mà không đánh âm cuối vào thì nó sẽ thành từ này này. Thành từ này này. Được chưa ạ? Nếu mà mình đánh âm cuối vào này. Type. Đúng không? Nếu như mình bật âm thở với âm cuối trong phiên âm đây. Đúng không? Mình nhìn thấy cái phiên âm nó có âm thở không? Đúng không? Nếu như mình không bật thì nó lại thành ra cái âm này này. Nó khác hẳn nghĩa đấy nhá. Thế đâm ra các bạn phải nhớ bật cái âm đuôi lên cho cô nhá. Là type. 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 Đấy, nhớ. Được chưa? Bằng hơi nhá. Type. Type. Bây giờ các con nghe thử nhá. Sorry. Type, type. Type. Đúng không? Type. Đấy, các bạn nghe thấy âm cuối của người ta chưa? Đây, âm cuối của người ta có phải bật âm thờ không nhá? Hay là mình chỉ đọc là thai không nhá? Thì các bạn phải nghe kỹ này, để phân biệt được nhá. Type, 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 Đấy, type, type, type. type. Đúng không? Mình vẫn có âm thờ ở cuối đúng không? Đúng không Huyền Anh? Đúng không? Con có nghe rõ không? Đấy, các bạn hãy để ý nó nhá. Bởi vì nếu như mình chỉ đọc là thai thai không đố thai này nó sẽ là cái trên từ trên cùng cái màu xanh xanh của cô kìa, kìa. Đấy thế đâm ra là con phải bật âm đuôi lên cho cô Type, type type. type type được chưa, đó là cái loại để đấy phân loại ra what kind of type đấy. Rồi bây giờ các bạn sẽ xem video nhé. Đang cho mẹ. Hello there.
This is the Sounds American channel. In this video, we're going to talk about the American consonant sound p, Đây là as in the âm thanh word Mỹ đúng không ạ? pie. Và người ta đang hướng dẫn đã đọc cái từ này You can là also hear this pie. sound in words like Chúng ta cùng bắt play, chước nhé. cup, paper, or supper. We'll be using a special phonetic symbol p Đọc theo for cho các this con. sound. The p is one of six sounds in the stop consonants category. The stop sounds may seem easy to pronounce, but they're more difficult if you try to pronounce them with an American accent. Why? Let's find out. We'll start with reviewing what we learned in the stop sounds overview video. The p is made by stopping the air with your lips. The p is a voiceless sound. It has a voice counterpart, the consonant sound b. Like with all stop consonants, aspiration is important when you pronounce the p sound. The p is made with a strong puff Nhìn of air môi lại và at the bật nó beginning ra. of words and stressed syllables. Mà nhấn At mạnh the nó. end of words and syllables, the p follows the final stop rule and is not aspirated. Đấy, và cái âm đằng sau thì There's mình không one cần more phải nhấn thing. mạnh như cái âm trước nữa, The p nhưng mà mình vẫn bật sound hơi ra is nhé. also Nhưng unaspirated mình không cần after nhấn the mạnh quá mức. s Bật mạnh lên làm consonant. gì? Và cái âm ở giữa đúng không ạ? Check out these Như thế. examples. Peak, repeat, paper, keep, tape, update, speak, spring, spoil. Các bạn cùng đọc theo nhé. Ngồi nhẩm đọc Now, theo nhé. let's take a closer look at how to pronounce this sound. First, press your lips together to stop the air in your mouth. Next, part your lips and release the air with a strong puff. If you make this sound correctly, you'll hear a burst of air. Đấy, hãy mím Now, môi lại. let's try saying Được it. chưa? Và để ý cái lưỡi này. Đó, mình đẩy nó khí mạnh ra và mình mím môi bật nó ra. Đấy. Được chưa? Now, let's practice. Bây giờ chúng mình cùng luyện tập nhé. We'll start with the p at the beginning of words. Remember that the p in this position is aspirated, so make sure you pronounce it with a strong puff of air. Với những cái You âm g already đầu know tiên how thì the chúng mình practice phải works, but đẩy just mạnh in hơi ra, case, bật thật we'll mạnh say it ra. again. You'll see a word on the screen and hear its pronunciation, like this. Pack. Okay, sorry. Bake. Maybe. Sorry. Maybe. Ok. Âm này các bạn đọc là gì? Bật mic lên các bạn ơi. Đọc theo nhá. Hi. Pack. Âm A. A. Pack. Pack. Được chưa? Mình nghe lại nhá. Try to practice as many words as possible. This is the most important part of the whole Các bạn lesson. cùng đọc theo nhé, bật hết mic lên. Let's begin. Pack. Pack. Đọc theo nào, các bạn bật mic lên. Pack. Pad. Pack. 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 Page. Page. Đúng rồi. Paint. Pen. Đúng rồi. Đúng rồi, Park. Giỏi lắm. Duy giỏi lắm. Tiếp tục con đi con. Park. Park. Đúng rồi. Paw. 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 Peace. Peace. Pet. Pet. Place. 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 Bật âm cờ mạnh ra. Place. Plan. 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 Please. Please. Please.
Please. Plus. Plus. Yeah. Để em mess à. Point. Plus. Plus. Point. Pod. Port. Part. Host. Post. Đọc đi các bạn ơi. Prepare. Post. Prepare. Present. 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 Bật âm cờ mạnh Puff. lên. Pop. Put. 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 Let's pause here for a second and review the final stop rule. Đây là cái trường hợp thứ hai. Stop sounds at the end of words Chúng ta are made sẽ without a chuẩn bị puff của of âm air. cờ này nhé. This is what we'll practice Các with the bạn cứ next mạnh group dạn of lên nhá. words. Tập theo đọc nhá. Let's continue practicing. Cap. Cat. Đọc theo nào các con ơi. Sheep. Cat. Chip. 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 Chop. 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 Clap. Clap. Drip. Drip. Bật Drop. âm pờ ra nhá. Drop. Drop. Flap. 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 Group. Flap. Group. Gulp. 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 Help. 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 Jump. 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 Keep. 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 Map. 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 Shape. Shape. Burp. Shop. 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 Sleep. 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 Step. 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 Swipe. Squat. Square. Square. Awesome. Now let's practice pronouncing words with the p sound following the s sound. À, cái này Remember to là make gì? the p Mình without a puff of air. kết hợp với âm S ở đằng Here trước you đúng go. không? Speak. Speak. Vẫn phải đẩy S trước nhá, xong đến âm P nhá. Spear. Spear. Speech. Speech. Spell. Spare. Spend. Spend. Spent. Spent. Spider. Spider. Spill. Spear. Spin. Spin. Chúc con biến Spit. nữa. Spit. Spit. Spite. Spite. Spoil. Spoil. Spoke. Spoke. Spree. Spree. Spy. Spy. You're done. Now that you know how to make the p stop sound, all you need is to Các practice bạn có thấy regularly. không? This is how you'll improve your American accent. Click like if you'd like this video and share it with. Ok, các bạn hãy về luyện âm pờ trước nhá. Xong hôm sau mình sẽ tập âm bờ nhá, được không? Ok, thì cô cần các bạn về đọc cho cô cái từ này, được chưa? Bốn từ này nhá. Được chưa ạ? Các bạn ơi, bốn từ này và các cái kiến thức trước đấy Peace. nhé. Kiến thức cho cô mấy cái thế nào là âm hữu thanh, thế nào là âm vô thanh này. Ba cái cơ bản này, được chưa? Các bạn phải học thuộc cho cô này. Ba cái cơ bản nhé. Thành phần này, đọc thuộc này. Phân tích được cho cô cách đọc này của một từ này. Được chưa? Và với
Thế nào, khi nào thì nó xuất hiện trọng âm phụ này, đúng không ạ? Và cách đọc của trọng âm phụ ra làm sao này, được chưa? Thì các bạn sẽ học thuộc cho cô này, sau đó là tập đọc bốn cái âm này cho cô, gửi video cho cô bốn âm này, được chưa ạ? Còn sau thì mình sẽ luyện tiếp tiếp của âm này nhá, được chưa? Nhưng mà luyện tập cho cô bốn cái âm này. Và tập là gì? Chúng ta tập không cần đọc nhanh, đọc thật chậm nhưng mà phải chính xác và rõ âm nhá. Cô yêu cầu các bạn đọc thật chậm. Bạn nào đọc nhanh không đúng yêu cầu đâu, bởi vì cô muốn các bạn trước khi tập là các bạn phải tập thật chậm đã, chỉnh cho nó thật rõ, thật tròn âm. Thì khi mà các bạn tập rõ khẩu hình đúng, lưỡi đúng, môi đúng, đúng không? Thì mình phát âm nó sẽ tốt hơn, mình sẽ chỉnh sửa được hơn. Còn nếu như các bạn đọc nhanh tuột 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 tuột, các bạn không biết mình sai ở đâu cả. Thế thì các bạn đọc thật chậm. Ví dụ như là cô Thanh sẽ đánh vần từ này. Con sẽ đánh vần như này nhá. Cách nộp bài này, quay này. Đánh vần lại với nhau nhá. À. Ừ. Than. Từ thứ hai này. Ê. Peace. Từ thứ ba này. Rồi. Iri huyền rì. Pe pe sắc pé. Huyền Repair. 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 Được chưa ạ? Từ thứ tư. Ai. Type. Được chưa? Type. Type. Đó. Con sẽ nộp bài quay video 4 từ đấy. Nhưng hãy thật chậm, làm như cô Thanh vừa nói, đánh vần từng âm khẩu hình để ý, mím môi bật hơi, hạ cằm đọc âm e, và hay là đúng không, hay là đó. Thì các bạn phải để ý quay video, để ý cái khẩu hình đọc như vậy cho cô, thật chậm thôi, 4 từ thôi, không cần nhiều, nhưng hãy quay với cái khẩu hình đúng, đọc chậm đúng tròn các nghĩa âm của cho cô nhá. Mỗi từ đọc 5 lần. À. Ừ. Than. Đấy, cách đánh vần như vậy nhá. Nộp cũng phải đánh vần cho cô. À. Ừ. Than. Ê. Peace. Ê. Peace. R. Iri huyền rì. Pe sắc thế. Huyền Repair. 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 Đúng không ạ? Tiếp theo này. I. Type. 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 Được chưa ạ? Duy nhớ cách làm chưa? Cô làm mẫu cho các con rồi đó. Nhá. Đánh vần từng âm để ý khẩu hình. Quay đọc đánh vần từng âm một, ghép lại với nhau và đọc thật chậm, đọc từ đó mỗi từ 5 lần, sau đó thì là sang từ thứ hai và để ý khẩu hình miệng cho cô nhá. Được chưa? Các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc buổi học ở đây. Hôm nay chúng ta học có thấy khó không? Mặc dù đây là kiến thức chúng ta ôn lại đấy nhá. Có khó không Huyền Anh? Huyền Anh? Có à? Nhưng mà khi mà con đọc con thấy sẽ hay hơn và dễ dàng hơn, kiểu như con đọc đúng, đúng không? Đúng không? Và khi mà con đọc đúng về sau này cái khả năng nghe của mình cũng sẽ tốt hơn đó. Được chưa ạ? Bạn Phương bé thì sao? Hôm nay học có vui không? Vui hay là không vui? Bật mic lên con. Hôm Bình nay con thường học vui không? À, bình thường, bởi vì tại sao? Vì thấy khó hả con? không Hơi khó. Có khó thấy không? Ừ. Đấy. Hôm nay thì cô Thanh là cũng hơi buồn một tí, bởi vì chúng ta là cũng quên hết kiến thức trả chữ cho cô nhanh quá, đúng không? Đấy. Chúng ta tập các câu giao tiếp kia, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu là gì? Nếu như chúng ta biết cách đọc đúng, đọc tốt các âm, rồi là đọc tốt các từ, thì đấy là một cái gọi là khoảng cách rất là ngắn cho các bạn để bạn học tiếng Anh đỡ vất vả hơn á. Được chưa?
Ngày xưa cô không được học như vậy đâu. Thế đâm ra là cái thời gian cô học tiếng Anh rất là lâu. Thế đâm ra là nếu như mà bây giờ các con có cái phương pháp rồi, các con sẽ thấy nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và hãy cố gắng nhá. Bạn giờ Duy nhá. Bạn Duy cố gắng nhá. Ừ. Cô thấy là con chỉ cần nhớ lại một lúc là con sẽ làm rất là tốt. Hôm nay cô thấy lúc sau con làm rất là tốt. Có lúc đầu là không nhớ kiến thức lắm thôi. Nhưng mà không phải là vì mình không nhớ mà mình lại thôi mình sợ mình bỏ đâu nhá. Bởi vì làm sao? Mình phải chiến thắng với cái việc mà mình lười thì mình phải chăm lên. Nếu như người ta học nhớ một, mình không nhớ được thì mình ôn 10 lần, 50 lần. Mà cô nói thật, ngày xưa cô học cũng thế thôi. Vài lần mới nhớ được, không nhớ được ngay thì mình phải ôn nhiều hơn, đọc nhiều hơn, luyện nhiều hơn. Đôi khi mình phải mất thời gian, có khi mình phải xem lại cái video của cô giáo, có khi nhiều lần, đúng không? Sau đó mình luyện tập, thay vì mình cứ để đấy thì mình không nhớ được. Nhưng mà ngày nào các con cũng luyện bài xong các con giả bài hàng ngày cho cô nhá. Mai chúng ta giả bài cho cô nhá, hàng ngày như thế nhá. Được không Duy? Ừ, cảm ơn con nhá. Và Huyền Anh ơi, con liên hệ với cả bạn Đức nhá. Sau đó là tổng kết lại cho cô sao của các bạn của 2 tháng vừa mấy tháng vừa rồi nhá. Liên kết xem là mấy tháng vừa rồi ấy là sao như thế nào nhá, để cô có quà xứng đáng cho những bạn chăm chỉ nhá. Ví dụ như là Trung thu các bạn đều được quà, nhưng mà riêng có 2 bạn nhiều sao nhất trong nhóm. Nhiều sao là gì? Các bạn rất chăm chỉ nộp bài hàng ngày này. Một ngày nộp mấy lần cô cũng tính luôn. Được chưa ạ? Nộp nhiều lần trong ngày cô đều tính hết. Nhưng mà cô sẽ lược. Bạn Huyền Anh cần phải lược cho cô là... Bạn ơi, im lặng. Các bạn cần phải lược cho cô nhá, là những cái video nào cùng giờ nộp mà cùng một cái màu áo đấy thì đương nhiên là bạn ấy nộp một cái bài đấy, bạn nộp đi nộp lại đúng không? Thì không được. Huyền Anh thấy ví dụ như là cái số lượng video ấy, cái thời gian ví dụ như là bạn mất khoảng tầm 1 phút đúng không? 1 phút 3 giây mà một cái video kia cũng 1 phút 3 giây và cũng một bộ quần áo thì đương nhiên là con chỉ tính cho bạn ấy một cái video thôi, bởi vì là bạn ấy nộp lại. Được chưa? Nhá, Huyền Anh nhá. Con sẽ check là xem cái thời gian bạn ấy nộp ý, một cái video đấy là bao nhiêu. Ví dụ như 1 phút 3 giây, 1 phút 4 giây, 1 phút 5 giây. Con ghi ra. À, hôm nay bạn có một cái video 4 phút 5 giây, 3 giây, 4 giây, 4 giây, ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu. Sau đó thì con kiểm tra xem bạn này có ăn gian không. Thì con sẽ tính sao cho bạn ý. Được chưa? Và các bạn nào mà chăm chỉ nhiều nhất, cô sẽ có một cái phần quà rất là to. Vừa có quà của Trung thu mà lại vừa có quà của những người bạn mà gọi là chăm chỉ trong mấy tháng vừa rồi. Các bạn rất là chăm chỉ nộp bài đấy, đều đặn luôn. Thế đâm ra là sẽ xứng đáng được nhận quà to của cô Thanh nhá. Và hãy ghi địa chỉ nhá Huyền Anh nhá, xin mẹ số địa chỉ của địa chỉ nhà mà hoặc là cơ quan. Nếu như mà con đi học ban ngày người ta gửi quà đến ý thì nó sẽ rất là khó. Thì con cho cái số của mẹ, địa chỉ của mẹ để khi người ta gọi điện đến thì người ta gửi được cho con. Nhá. Thì là con hãy cho số của mẹ này, hỏi mẹ xem là nếu như mà người ta gửi quà đến thì mẹ lấy được ở đâu, ở cơ quan hay là ở nhà? Thường thì mẹ đi làm thì mẹ lấy ở cơ quan. Thì là cho số để người ta đưa thẳng trực tiếp cho mẹ luôn, thế xong mẹ mang về cho con. Nhá. Được chưa? Cả các bạn cũng thế nhá. Duy Phương cũng cho số điện thoại của mẹ rồi đúng không? Và địa chỉ rồi, cô nhận được rồi. Thế còn của các bạn còn lại nhá, ghi cho cô nhá. Và sau đó thì Huyền Anh cố gắng làm sớm cho cô để khi mà sang tuần là các bạn nhận được quà nhá. Chứ còn nếu mà mình tổng kết muộn quá các bạn không được quà đâu. Con sẽ tính là nốt cái ngày thứ ba ngày hôm nay. Được chưa? Con kết thúc của cái ngày thứ ba là ngày hôm nay đấy. Bạn nào hôm nay là cuối ngày không có là thôi con không tính nữa, để sang tháng. Được chưa ạ? Còn đâu là con chỉ kết thúc của tháng này thôi. Sau đó thì là con sẽ kiểm tra lại cái các video. Đấy, con chỉ lướt qua thôi, xem cái video nào nó cùng thời gian thì con check. Được chưa ạ? Cái thời gian mà bằng nhau giống nhau thì là ok. Còn cũng một màu áo đấy, nhưng mà thời gian số lượng giờ khác nhau ấy thì là bạn nộp nhiều lần trong ngày thì vẫn tính cho bạn nhé. Được không? Ok, thế nhá. Bây giờ chúng ta chụp hình với nhau nào.
Phương bé đâu? Phương lớn đâu? Phương lớn xinh đẹp của cô đâu rồi? Chụp ảnh nhá. Một, hai, ba. Chi. Rồi. Phương bé dễ được quà lắm đấy. À, Phương lớn với cả Huyền Anh rất là dễ được quà bởi cô thấy rất là chăm chỉ gửi bài. Rồi cả bạn Huy Duy cũng thế. Đấy. Có bạn Duy hôm nào bạn quên nộp bài không? Nếu mà không quên là cũng sẽ rất là dễ được quà. Thế đâm ra là các bạn hãy chăm chỉ nhá. Đấy, xong mấy tháng sau cô lại cũng tiếp tục có quà cho các bạn. Thế đâm ra là các bạn hãy thật chăm chỉ nộp bài cho cô nhá. Bye bye các con nha.